Ngày 22 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu liên quan vụ việc xe ô tô Mazda màu trắng biển kiểm soát 38A39536 bốc cháy dữ dội trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh sau khi sửa chữa tại gara. Theo cơ quan công an, trước đó ngày 31 tháng 5, người phụ nữ sinh năm 1991, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đưa xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 màu trắng biển số nói trên đến đại lý chính hãng Mazda Hà Tĩnh, thuộc sở hữu của công ty xây lắp và thương mại ô tô Hoàng Hà, thành phố Hà Tĩnh để sửa chữa vì trước đó xe bị ngập nước. Sau khi tiến hành sửa chữa, ngày 21 tháng 6, phía đại lý hẹn bàn giao xe cho người này. Đến khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, nhân viên tư vấn dịch vụ và nhân viên kỹ thuật của Mazda Hà Tĩnh đã tiến hành chạy thử xe để kiểm tra trước khi bàn giao cho khách. Tuy nhiên khi đến đoạn đường Trần Phú vào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cách công viên Trần Phú thành phố Hà Tĩnh khoảng 150m thì bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, hai nhân viên đã mượn bình cứu hỏa của người dân để chữa cháy nhưng bất thành. Phải đến khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường, đám cháy mới được khống chế dập tắt. Tại hiện trường, xe ô tô bị cháy phần đầu xe và nội thất bên trong, ước tính thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Theo công an thành phố Hà Tĩnh, hiện chủ phương tiện đã trực tiếp làm việc với đại diện Mazda Hà Tĩnh để giải quyết dân sự. Thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân trong khu công nghiệp giai đoạn 2020-2030 của Thủ tướng Chính phủ phát động trên các tỉnh thành. Tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án và tạo nguồn cung cho thị trường. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn có 7 dự án nhà ở xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng, với hơn 2.000 căn hộ được bàn giao cho khách hàng, tỉnh Khánh Hòa đã nhận chủ trương đầu tư 4 dự án. Theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân, khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2030, tỉnh Khánh Hòa được phân bổ hoàn thành 7.800 căn. Tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành 98,9% căn hộ nhà ở xã hội so với chỉ tiêu được phân bổ. Hiện tại, tỉnh Khánh Hòa đang lập điều chỉnh phê duyệt các cấp độ quy hoạch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thời gian tới, sau khi các đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư triển khai nhà ở xã hội và lưu trú công nhân khu công nghiệp. Hiện tại là một số các nhà đầu tư họ đang chờ cái quy hoạch phân khu. Thì đối với các dự án này, có khi trong một cái khu vực đó thì có khi 2-3 dự án nhà ở xã hội độc lập thì sở dựng cũng đã đưa vào cái nội dung trong chương trình, đã tổng hợp đưa vào nhu cầu rồi. Thì những cái này thì những cái dự án này khả năng là họ sẽ triển khai sớm, và cái việc động thái của sở dựng đã có tích cực là phối hợp nhà đầu tư hướng dẫn các thủ tục rồi. 20% quỹ đất phải bố trí nhà ở xã hội trong cái khu đô thị mới thì pháp luật về nhà ở gần đây nhất thì đã bỏ cái nội dung đó rồi. Không có con số 20% nữa mà giao trách nhiệm cho tỉnh, là tùy theo nhu cầu của từng địa phương, tỉnh và các huyện cũng phải là chủ động đề xuất, nghĩa là sẽ có nơi là không có nhà ở xã hội hoặc là có nơi sẽ có. Đấy, về lâu về dài phải thể hiện như trong các quy hoạch là các cái ô, các vị trí, chứ hiện tại là rất là nhiều nhà đầu tư có đề xuất nhưng mà đa số các nhà đầu tư đề xuất là vị trí đất của nhà đầu tư có rồi hoặc là các vị trí trung tâm nó đắc địa thì cũng tốt thôi. Nhưng mà như vậy thì các nhu cầu cho các khu công nghiệp, khu chế xuất rồi này nọ nó sẽ không có nhà ở xã hội ở cận cạnh đó cho công nhân. Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đối với dự án nhà đầu tư đề xuất nguyện vọng đầu tư nhưng đang chờ quy hoạch, Sở Xây dựng rà soát lại các vị trí để trả lời cho nhà đầu tư. Đối với dự án đô thị phải bố trí quỹ đất nhà ở xã hội, Sở Xây dựng nắm bắt khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của chủ đầu tư để báo cáo kịp thời, phối hợp với Sở Tài chính, bố trí nguồn vốn dựa vào chương trình phát triển nhà ở, làm việc với các địa phương về tiến độ triển khai các quy hoạch phân khu để thu hút đầu tư. Chủ trì với các địa phương, với các ngành phải chủ động xác định các cái vị trí để ta triển khai các cái dự án nhà ở xã hội. Bám theo các cái quy hoạch hiện giờ của các địa phương là quy hoạch chung trên cơ sở quy hoạch chung đó, quy hoạch phân khu. Còn đối với nhà ở công nhân á thì mình cũng có định hướng các cái khu công nghiệp nó nằm ở đâu, thì cũng đề nghị là mình cũng phải xác định từ các cái vị trí này thì cũng là cái định hướng về xác định cái quỹ đất để bố trí cho các cái dự án nhà ở xã hội.
Theo chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, dự báo đến năm 2025, nhu cầu về đất ở là khoảng hơn 3.000 hecta, trong đó quỹ đất phát triển nhà ở xã hội là khoảng 227,2 hecta, tương ứng với 44.881 căn nhà xây mới. Tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục rà soát danh mục dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn, đặc biệt là dự án chậm tiến độ, có phương án xử lý phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, nhất là vướng mắc về thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai, tạo nguồn cung cho thị trường. Để khuyến khích người dân doanh nghiệp tăng lắp pin lưu trữ, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đề nghị cơ quan soạn thảo chính sách tính toán cơ chế giá mua bán điện từ hệ thống lưu trữ. Nhiều doanh nghiệp đều cho rằng đây là giai đoạn cần thiết phải có các quy định về lắp đặt lưu trữ điện. Thậm chí có quy định bắt buộc đối với các nhà máy có lắp điện mặt trời công suất lớn để đảm bảo ổn định hệ thống điện. Do đó, đầu tư pin lưu trữ để bán điện lên lưới điện quốc gia không phải là hình thức hiệu quả. Để khuyến khích người dân doanh nghiệp lắp pin lưu trữ, chính sách phải tính toán mức giá mua điện từ hệ thống pin lưu trữ vào giờ cao điểm, cao hơn giờ thấp điểm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng nếu để Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đầu tư thì sẽ rất khó trong bối cảnh hiện nay. Do đó, trước mắt cần có cơ chế để người dân doanh nghiệp lắp đặt pin lưu trữ, thậm chí bắt buộc đối với các nhà máy lớn lắp đặt điện mặt trời áp mái với công suất lớn. Thưa quý vị, hiện nay các ngân hàng đã đồng loạt phát đi thông báo yêu cầu khách hàng cài đặt sinh trắc học để đáp ứng quy định mới về thanh toán ngân hàng được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Để cài đặt sinh trắc học, khách hàng có thể mang căn cước công dân gắn chip đến các điểm giao dịch của ngân hàng hoặc có thể tự cài đặt online bằng cách truy cập ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng và thao tác theo các hướng dẫn của ngân hàng đó. Từ đầu tháng 6, chị Linh Chi liên tục nhận được thông báo từ ngân hàng yêu cầu cập nhật dữ liệu về sinh trắc học, nên chị Chi cũng cảm thấy an tâm hơn khi ngân hàng mình sử dụng áp dụng thêm một bước bảo mật, yêu cầu xác nhận khuôn mặt trước khi chuyển tiền. Số ngân hàng mà tôi sử dụng thì cũng có gửi thông báo qua tin nhắn hoặc là trực tiếp thông báo ở trên app ứng dụng ngân hàng, và tôi cũng đã đang cập nhật và đăng ký làm sinh trắc học. Tôi nghĩ là cái việc mà đăng ký thêm sinh trắc học nó cũng không mất thêm nhiều thời gian, nhưng lại đảm bảo được là cái sự an toàn cho người dùng nó nhân đôi lên. Cái việc thời đại số mà đang rất là lộng hành như hiện nay thì người tiêu dùng được hưởng lợi. Theo đại diện ngân hàng này, các giao dịch sẽ áp dụng xác thực sinh trắc học bao gồm chuyển khoản, ví điện tử trên 10 triệu đồng một giao dịch hoặc tổng giá trị giao dịch trên 20 triệu đồng một ngày. Giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán từ 100 triệu đồng một giao dịch. Chuyển tiền quốc tế, chuyển tiền theo lô, giao dịch lần đầu qua ứng dụng ngân hàng hoặc khi thay đổi thiết bị đăng nhập. Do đó, để tránh gián đoạn giao dịch, khách hàng cần chủ động cập nhật thông tin tài khoản theo căn cước công dân gắn chip trước ngày 1 tháng 7. Việc áp dụng cái biện pháp này giúp cho khách hàng là người đầu tiên được hưởng lợi, bởi vì lúc đấy là toàn bộ tất cả các giao dịch của khách hàng chỉ được verify, chỉ được xác thực khi mà khách hàng có cái dữ liệu biometric của khách hàng. Đấy là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, đối với ngân hàng thì chúng tôi là có điều kiện để chúng tôi thu thập được cái dữ liệu mới nhất cho khách hàng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Theo các chuyên gia, việc yêu cầu xác thực sinh trắc học sẽ tăng cường độ phức tạp của quy trình giao dịch khi người dùng cần thực hiện thêm một bước xác thực và cung cấp thông tin sinh trắc học của mình khi chuyển khoản. Nhưng điều này sẽ giúp tăng cường bảo mật, ngăn chặn việc truy cập trái phép và hạn chế tối đa khả năng lừa đảo, mang lại sự an tâm và tin tưởng cho người dùng khi sử dụng app ngân hàng. Việc lừa đảo tại các ngân hàng hiện tại càng ngày càng nhiều, và đó là một cái tình trạng báo động. Thì tôi nghĩ rằng cái nghị định của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 sắp tới đây, yêu cầu các ngân hàng bổ sung những phương pháp về sinh trắc học để bảo đảm là cái việc chuyển tiền đó là do chính chủ thực hiện. Để cài đặt sinh trắc học, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau đây. Bước 1, chọn tính năng cài đặt sinh trắc học trên ứng dụng di động, app của ngân hàng. Bước 2, chọn các chức năng và nhập hạn mức tối thiểu cần xác thực bằng sinh trắc học. Thực tế, khách hàng có thể tự chọn cho mình một hạn mức nhất định dưới 10 triệu đồng nếu muốn đảm bảo hơn về sự an toàn cho tài khoản. Bước 3, chụp hai mặt của căn cước công dân gắn chip. Bước 4, đọc thông tin trên căn cước công dân gắn chip theo hướng dẫn. Bước 5, tiến hành chụp ảnh khuôn mặt để bổ sung dữ liệu sinh trắc học và hoàn tất cài đặt. Ngoài cách cài đặt sinh trắc học trên ứng dụng điện thoại, người dân có thể đến quầy giao dịch của ngân hàng để được hỗ trợ.